hôm qua một chiếc máy này nó vào phát phát thê có đúng không nhỉ? Nó phát phát thê nữa rồi. Hôm qua chiếc máy này mất hơn mà. Chơi buổi sáng là tần số, mình không biết tần số như nào mình đánh này. Nên là rất chi là nguy hiểm. Khó lắm. Mày ngồi mấy này. Hôm qua mất một man tư. Ở cái máy này, máy 5 tư luôn. Hôm qua toàn về 3 kê, toàn 3 kê mất man tư của nó. Hôm nay thì cũng mạnh dần. Thank you.
đầu tư 4 sen vào nó mới lủng á. Máy này toàn chùa văn tư ấy, mẹt củ ấy. Nó ra chia đi xong nó vào bích bên 3 xong vào này nữa. Thank you.
Còn 3 thôi, còn 7 thôi, kêu đéo nữa. Em này cao thủ chơi ba sinh tố á. Thank you.
bến xe kinh nhân luôn. Bánh một ngày mà vẫn thua, đùa thì thật. Hôm nay thì mình chơi từ sáng, từ lúc mở quán luôn. Đầu tư mất một man rưỡi. Sau lại đầu tư thêm một man nữa, sau thua, tính ra hôm nay vẫn thua mất tầm 9 sen. Không ăn thua gì. Quánh nhiều mệt lán người luôn, không thời gian luôn. Không gian mà nghỉ luôn. Thôi ăn lon đi về. Gỡ tí nào hay tí đấy nào gỡ sau vậy. Đen lắm. Dạo này đen quá. Đen nhiều quá đâu mà chán không đánh lắm. Xem 5 sen một man. Man tư vẫn thiếu mất, thua mất 6 sen nữa. Thua thôi. Thua nhiều quá. Thua phê pha quá. Đen, mình thắng vừa rồi bị công an Nhật bắt, cho thằng em mượn xe thế là nó đi xong là hai anh em bị bắt, công an bắt. Bây giờ nó tịch thu cả bằng, đang trong thời gian mà xử án là nó vẫn, nhưng mà bây giờ nó vẫn cho xe đi, ô tô đi. Khi nào mà nó xử án xong thì nó tịch thu bằng, là 2 năm sau nó có bằng lái ô tô. Từ bây giờ là đi xe đạp rồi, không đi ô tô rồi. Chán đời. Mấy giờ? 6 giờ 47. Về nhà thay quần áo tắm rửa xong 7 rưỡi đi họp ở khu nhà mình. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Hôm nay chơi cả ngày mệt thật. Tuấn thua mất 6 sen. Nhiều quá, hôm trước thua man rưỡi.
Dạo này thua nhiều quá. Chào anh em nhá, hãy cho mình xin một like với cả đăng ký kênh nhá. Kênh của mình là tính tiền rồi thì mọi người cố gắng hỗ trợ của mình quảng cáo 2 phút xong thì ấn bỏ qua quảng cáo để vào xem nhá. Mình cảm ơn mọi người nhá.